nắm bắt những tiềm năng phát triển mạnh mẽ của Quy Nhơn cùng với thị hiếu khách hàng về phân khúc bất động sản nhà phố, đón sóng du lịch. Sau Đà Nẵng, Quảng Nam, Phú Yên, Quảng Bình, nhà phát triển bất động sản quốc tế Đất Xanh Việt Trung chọn đến với mảnh đất này để tiếp tục sứ mệnh kiến tạo một khu đô thị đẳng cấp, một cộng đồng văn minh thời thượng ngay trung tâm thành phố biển xinh đẹp. Regal Dragon Quy Nhơn được tâm huyết quy hoạch với 59 căn nhà phố liền kề cùng tầm nhìn kiến tạo một tuyến phố thương mại du lịch sầm uất, tọa lạc tại khu đô thị Long Vân, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Dự án thổi một luồng gió mới với chuỗi shop house mang phong cách tân cổ điển quý phái. Mỗi thiết kế của Đất Xanh Việt Trung đều mang nét riêng không trùng lặp. Regal Dragon Quy Nhơn sẽ cung cấp dòng sản phẩm độc bản, hữu hạn dành riêng cho những cư dân danh giá. Từ dự án có thể dễ dàng di chuyển đến chuỗi tiện ích ngoại khu đa dạng. Kề cận công viên Long Vân, 5 phút đến ga Du Trì, trung tâm hành chính thành phố, 10 phút dạo bước biển Quy Nhơn, bến xe và Đại học Quy Nhơn, 15 phút kết nối cảng biển Quy Nhơn, trường cao đẳng y tế, quảng trường thành phố, 20 phút di chuyển đến bệnh viện đa khoa Quy Nhơn, 30 phút tiếp cận cảng hàng không Phù Cát, Kỳ Co, Eo Gió. Với hệ tiện ích nội khu được quy hoạch phong phú như công viên nhạc nước ven sông, công viên cây xanh và vườn hoa cảnh quan, phố đi bộ đẳng cấp, kênh sinh thái cùng hạ tầng hoàn thiện, Regal Dragon Quy Nhơn hứa hẹn sẽ là sự lựa chọn ưu tú hàng đầu của các nhà đầu tư thông thái. Regal Dragon Quy Nhơn, tinh hoa đất rộng,